Câu 1. Một vật di động đi qua, tính tỷ số di động năng và thế năng khi vật có di độ x bằng 1,5 cm. Câu A. Vật di động với phương trình x bằng 2 cos 3 pi t trừ pi 4 cm. Câu B. Là x bằng 8 cos pi t cộng pi 3 cm. Giải. Câu A. Ta có tỷ số di động năng và thế năng thì bằng là động năng thì bằng cơ năng trừ thế năng chia thế năng. Cơ năng là 1,2 k a bình, thế năng là 1,2 k x bình. Ta thấy vào, ta đơn giản 1,2 k, ta có tỷ số động năng và thế năng bằng a bình trừ x bình chia x bình, thì nó bằng 7/9. Câu 2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ a, lấy gia tốc tăng tường r bằng pi hình phương bằng 10 mét hình phương, tính tần số dao động f. Câu A. Biên độ A là 8 cm và tỷ số di lực đại hồi cực đại tiểu bằng 3. Câu B. Biên độ di động A bằng 9 cm và tỷ số di lực đại hồi cực đại tiểu là 17/8. Giải. Câu A. Ta có tỷ số di lực đại hồi cực đại tiểu bằng 3. Lực đại hồi cực đại là K đến tầng 0 cộng A. Lực đại hồi cực tiểu là K đến tầng 0 trừ A. Đây bằng 3. Ta suy ra được đến tầng 0 bằng 16 cm. Tần số gốc omega bằng căn bậc 2 của r trên delta zero thì tính được omega là 5π/2 radian trên giây. Vậy tần số di động f bằng omega chia 2π bằng 1.25 hertz. Câu 3. Sóng dừng trên dây đàn hồi dao động có một đầu tự do dao động với tần số f bằng 50 hertz, tính số bụng số nút. Câu A. Là dây có chiều dài L 76 cm, dao động với vận tốc 8 m/s. Câu B. Dây có chiều dài L là 117 cm và vận tốc trên sóng là 18 m/s. Giải. Câu A. Ta có bước sóng lambda bằng V trên F bằng 16 cm. Do dây có một đầu tự do thì điều kiện để có sóng dừng là chiều dài sợi dây L bằng K lambda trên 2 cộng lambda trên 4. Ta thấy vào, ta sẽ tính được là K là 1/9, tức là tên dây lúc này có 9 bó sóng. Vậy có 10 nút và 10 bụng. Câu 9, câu 4. Sóng cơ lan truyền từ nguồn O đến điểm M cách O đoạn x mét, tính vận tốc từ sóng. Câu A. OM bằng 8 cos 3 pi t trừ 5 px/3 cm. Câu B. OM bằng 9 cos 5 pi t trừ 10 px/7 cm. Giải. Câu A. Ta có tần số f bằng omega chia 2π bằng 1.5 hertz. Độ lệch pha delta phi bằng 2 px/λ bằng 5 px/3. Từ đây ta suy ra được bước sóng lambda bằng 1.2 m. Vậy vận tốc tiền sóng V bằng lambda nhân F bằng 1.8 m/s. Câu 5. Mạch RC nói tiếp biết hiệu điện thế URC bằng 400 cos 100 pi t, viết biểu thức của Y. Câu A. R 100 căn 3 ohm, L là 2/π Henry, C bằng 10^4 π Farad. Câu B. R là 50 ohm, L là 1/π Henry, C bằng 2^4 π Farad. Giải. Câu A. Ta có R bằng 100 căn 3, dích L bằng ogan L bằng 200, dích C bằng 1/ogan C bằng 100. Dích RC bằng R bình, căn bậc 2 của R bình cộng dích C bình thì bằng 200. Tan phi bằng trừ dích C chia R, suy được phi bằng trừ pi trên 6. Vậy, biểu thức của Y bằng 2 cos 100 pi t cộng pi trên 6 ampere. Thì cái này, 2 này là Y0 bằng là U0 chia cho Z. U0 là 400, Z là 200 thì bằng 2. Phi Y thì nó bằng là phi thì bằng phi U trừ phi Y, ta suy ra được phi Y. Câu 6. Khung dây có N vòng bằng 1000 vòng và diện tích của khung là 80 cm vuông.
trục khung vuông góc với đường cảm ứng từ. Viết biểu thức của sức điện động E. Câu A là cảm ứng từ B nó bằng là 0,15 Tesla và N nó bằng 50 vòng trên dây. Câu B, cảm ứng từ B nó bằng là 0,25 Tesla và N là 60 vòng trên dây. Thì có N là 50 vòng trên dây, ta tính được omega thì bằng 50 nhân cho 2pi. Giải. Tại thời điểm T bằng 0 thì ta có phi 0 là bằng là góc giữa cái vectơ pháp tuyến của khung dây với vectơ cảm ứng từ B, thì do nó vuông góc cho nên vectơ nó cho nên cái góc giữa chúng là bằng 0. Ta suy ra được phi E bằng trừ pi trên 2. Ở đây là vì cái phi E thì nó bằng là phi 0 trừ pi trên 2, và phi 0 bằng 0 trừ pi trên 2 thì nó phi E nó bằng trừ pi trên 2. O0 bằng NBS omega, ta thấy vào ta tính được O0 nó bằng 120. Vậy sức điện động E nó bằng 120 cos 100 pi T trừ pi trên 2 vôn. Câu 7. Thí nghiệm dân cho biết khoảng cách giữa hai khe là 20 ly, khoảng cách từ hai khe tới màng là 1.5m. Tính khoảng cách từ vòng sáng 2 đến vòng tối 5 ở cùng bên vô trung tâm. Câu A là lambda bằng 0.8 micro. Câu B lambda bằng 0.56 micro. Giải. Ta có phản vân y bằng lambda d trên A. Ta thấy vào ta tính được phản vân y là 0.36 mm. Khoảng cách từ vòng sáng 2 đến vòng tối 5 ở cùng bên vô trung tâm là ta có delta x, thì khoảng cách từ vòng trung tâm đến vòng tối 5 là 4.5 y, khoảng cách từ vòng trung tâm đến vòng sáng 2 là 2 y. Nó cùng bên ta lấy 4.5 trừ 2, 4.5 y trừ 2 y thì nó bằng là 0.9 mm. Câu 8. Biết năng lượng nguyên tử hydro ở trạng thái dừng thứ N là EN bằng trừ 13.6 chia N hình phương, đơn vị lẻ trong vôn. Tính. Câu A, bước sóng thứ 3 của dải Bachstein. Câu B, bước sóng thứ 4 của dải Van Meer. Giải. Ta có bước sóng thứ 3 của dải Bachstein là E6 trừ E3 bằng HC chia lambda, này là lambda 63. Thì E6 thì bằng trừ 13.6 chia cho 6 bình, trừ E3 là trừ 13.6 chia cho 3 bình. Thì nó bằng H là 6.6.5 nhân vũ trừ 34, C là 3 nhân vũ 8 chia lambda. Từ đây ta tính được bước sóng lambda của nó là 1.09 micromet. Câu 9. Theo thuyết tương đối, tính vận tốc của electron khi nó có động năng bằng ít lần năng lượng nghỉ. Câu A là động năng của nó bằng năng lượng nghỉ. Câu B là động năng bằng 0.5 lần năng lượng nghỉ. Giải. Câu A, ta có năng lượng toàn phần E bằng M0 C bình cộng cho động năng. Thì E là năng lượng toàn phần, nó bằng là M0 C bình chia cho căn bậc 2 của 1 trừ V bình trên C bình bằng, đây là năng lượng nghỉ là M0 C bình cộng cho động năng, mà do động năng bằng năng lượng nghỉ cho nên ta có là M0 C bình cộng M0 C bình bằng 2 là M0 C bình. Ta đơn giản M0 C bình 2 vế thì ta sẽ có được là 1/2 bằng căn bậc 2 của 1 trừ V bình trên C bình. Từ đây ta sẽ tính được cái vận tốc V nó bằng 2.6 nhân 8 m trên giây. Câu 10. Cho biết khối lượng lọt tông là 1.0073 U, khối lượng neutron là 1.0087 U. Tính năng lượng của phản ứng và cho biết phản ứng đó là thu hay tỏ năng lượng. Câu A là hạt tri cộng delta ly cho là hạt alpha cộng neutron. Biết khối lượng tri là 3.0016 U, khối lượng của delta ly là 2.0136 U, khối lượng của hạt alpha là 4.0015 U. Câu B là hạt lọt tông cộng cho hạt natri 2311 cho là hạt alpha cộng cho neon 2010. Biết khối lượng của natri là 23.046 U, khối lượng alpha là 4.0015 U, khối lượng neon là 20.16 U. Giải. Ta có hạt tri cộng delta ly, nó bằng, nó cho là hạt alpha cộng neutron.
thì năng lượng của phản ứng hạt nhân delta E nó bằng khối lượng trước trừ khối lượng sau nhân C bình. Khối lượng trước là khối lượng của Tg cộng delta ly, khối lượng sau là khối lượng alpha cộng cho nơi trong. Thì nhân C bình thì ta biết một oxy bình là 9.1,5 mega trong vol, thì ta tính ra được là năng lượng của phản ứng là delta E bằng 18,07 mega trong vol. Thì delta E nó dương, tức là khối lượng phía trước nó lớn hơn khối lượng sau, khối lượng trước lớn hơn khối lượng sau, cho nên ta kết luận vậy. Đây là phản ứng tỏa năng lượng.